xin chào anh chị nhà đầu tư chúng ta trở lại với kênh Nhật Qua Channel Hôm nay phiên giao dịch ngày thứ năm ngày 6 tháng 6 Một phiên giao dịch rất là chán Nhà đầu tư chúng ta buổi sáng thì tiếp tục là gì? sung lên, đua lại lên, buổi chiều nó đạp lại hết trơn Buổi chiều thì chỉ còn có một số cổ phiếu có thể tăng và bảo trì được cái sắc thái của mình Ví dụ như gì? Ví dụ như cổ phiếu STB, ví dụ như cổ phiếu gì? VOT hay là con SHB hay là Techcombank hay Tiên Phong Banh Chỉ một vài cổ phiếu nó có thể giữ được cái sắc thái thôi Còn lại thì sao? Còn lại thì đa phần các cái cổ phiếu đều rơi ngược về giá đỏ âm 1, âm 2% rất nhiều. Đặc biệt là có con Nam Long âm tới tận 3% upbo trong phiên ATC. Rồi thì bây giờ chúng ta thấy cái tình hình thị trường này nó có sập hay không? Thị trường mình nó có sập hay không? Hay tiếp tục nó sẽ bùng nổ và đi lên vượt 1 ba và tại đây chúng ta nên bán hàng ra toàn bộ và hốt hàng hay là chúng ta sẽ bắt đầu dẫn nắm giữ bình thường thì trong các bạn tin tỏi hôm nay bạn tin tỏi thứ năm qua sẽ chia sẻ với anh chị cái góc nhìn của mình tiếp tục theo cái chủ đề theo cái chuyên mục này để cho anh chị chúng ta biết phải đầu tư theo vsa theo kỹ thuật tâm lý cho nó hiệu quả cho nó ok chứ không phải chúng ta bị cái thị trường này nó dắt mình chạy vòng 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 vừa bán xong thì nó cho anh chị mình đua lại lại vừa đua lệnh lại, lại xong thì sao thì nó lại cho anh chị mình lỗ lại đúng không ý hết luôn ba phiên hôm nay nó thiệt với anh chị nếu anh chị chỉ cần bán ra thì anh chị phải đua lại lại và khi anh chị đua lại lại anh chị lại bị lộ và khi anh chị lộ anh chị cắt lỗ ra hàng về cắt lỗ ra cắt lỗ ra xong đua lại 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 lộ tiếp và cái cổ phiếu chị cắt ra nó tăng lại đúng không thì đó là cái trạng thái của thị trường hiện tại nha thì trong bản tin này qua sẽ chia sẻ với anh chị thì những anh chị mình coi cái video bản tin của quan hàng ngày nếu thấy những cái nội dung mà quan làm với anh chị hiệu quả hợp lý anh chị có thể đầu tư và kiếm tiền được từ nó anh chị có thể cân nhắc chuyển về cộng đồng hành với bên quan liên hệ trực tiếp với trợ lý như hảo trợ lý trúc vi hoặc là anh chị là khách hàng bên quan rồi đang ngày nào cũng coi quan livestream stream, à, coi bản tin của quan thì anh chị có thể làm gì À, có thể bấm thích video hoặc là chia sẻ các cái video của mình đến với những anh chị khác đang không có những cái phương pháp đầu tư hiệu quả trên thị trường. Ví dụ như giai đoạn gần đây thì quan điểm nói với anh chị là gì? Qua full hàng là xong không làm gì cả đúng không? Rồi Quang sẽ nói với anh chị hôm nay mình vẫn full hàng. À, hôm nay mình vẫn full hàng tuy là chúng ta nó thiệt với anh chị chia sẻ thiệt mình thì mình không có giấu. Đó là gì? Đó là hòa 14 giờ 26 không kiềm chế được có enter kêu anh chị mình bán con Samadet nhưng mà vừa bán xong các bạn thấy rồi 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 mất hàng qua kia anh chị đừng có bán thì có khoảng hơn 10 khách hàng bên quan mất hàng Samadet trong phiên buổi chiều này còn lại sao còn lại là gần như bên quan không bán một cổ phiếu nào trong giai đoạn vừa qua không bán cái gì cả mà hiển nhiên cái trường hợp body gc chúng ta phải bỏ qua vì con này qua đã cảnh báo anh chị nó rất là xấu thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn là hot hàng để nó rơi xuống 100 115 mình mua lại cái phần mình có cover 125 ở đây đúng không đó là cái quan điểm của mình đó là mình vẫn full hàng và vẫn kỳ vọng là thị trường vượt 1320, 1360. Vậy bây giờ anh lên đây, anh làm video để làm cái gì, đúng không? Thì video hôm nay sẽ có cái gì? Đó là cái tình hình và cái bản chất thị trường hiện tại để cho anh chị mình hiểu thị trường mình nó đang nó đang làm cái gì, nó làm cái trò gì ở đây. Tiếp tục cái chiến lược tể cỏ trồng hoa sẽ được bổ sung vào theo cái chiến lược của bên mình hiện tại đang đầu tư đó là nói chung là lựa chọn cái danh mục xong rồi đó đứng yên đúng không ngồi im chờ nó kéo thôi nhưng mà bây giờ mình sẽ bổ sung anh chị thêm cái chiến lược đó là tệ cỏ trồng hoa và sau đó chúng ta kiên nhẫn và quyết đoán như thế nào sẽ là cái nội dung hôm nay qua chia sẻ với anh chị. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái gì? Chúng ta sẽ nói về tình hình bản chất thị trường hiện tại có phải là duy trì ba phiên thanh khoản vừa trên đỉnh không anh chị nhìn bằng mắt thường anh chị coi thấy nha hơn hầu qua hay nói với anh chị khách hàng mình đó anh chị có thể dùng mắt thường anh chị nhìn thôi anh chị không cần gì phải cao siêu hết ngày nào cũng giao dịch quanh quanh 800 triệu cổ phiếu đúng không không tính giao dịch rõ hơn ngày nào cũng giao dịch đều đều 800 triệu cổ phiếu thanh khoản nó bé hơn cái cây rút chân này cái cây rút và tăng mạnh 18 điểm này thì có giao dịch thanh khoản là 930 triệu thì gần như mấy phiên sau là chỉ quanh quanh là 800 triệu thôi tổng trung bình là có 800 chẳng một ngày thôi và cứ liên tục là gì cứ liên tục là buổi sáng thì nó kéo lên đúng không đầu phiên nó kéo lên gần như tất cả cổ phiếu anh chị đều thấy là gì xanh hết có một số phiên tăng một hai trăm luôn nhưng mà cuối phiên thì đa phần nó về với gì về với bản chất thật sự của nó thậm chí là đỏ luôn rất là nhiều chỉ có vài con nó có thể trụ lại được và nó tăng tiếp nè nào có nói với anh chị SHB nè STB nè ví dụ hôm nay nha EGC nè không à, hay là một số con khác nữa thì chỉ có vài con thôi hôm nay chị thấy con gì con HHV xịt nè đúng không HHV buổi sáng cũng phải tăng rất là mạnh buổi chiều nó còn có nhiều còn có một phết mấy trăm thôi đó thì đó là cái bản chất đầu tiên của cái thị trường hiện tại đó là gì thanh khoản nó vừa nó nói chung là nó cái điều 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 thôi đầu phiên kéo của phiên xã làm nhà đầu tư chúng ta sợ quá đây sợ luôn à, và các cái mã trên thị trường lắm thì nó cứ tăng gì nó cứ tăng lộn xăng ngầu hết à anh chị sẽ thấy rõ ràng là nó chỉ tăng những cái con nào những cái con mà nó đã tăng rồi thì nó tăng tiếp ví dụ chị hãy có bé nè hôm nay, này, BR hôm nay tăng tiếp nè chị không bé hôm nay tăng tiếp phải không những cái con khác ví dụ như cmg nè chị không mấy bữa trước mới lên nè nè lên tiếp nè chị không những cái cổ phiếu gì hoặc ra fpt dù đó nó đang bị bán lại nhưng rõ ràng nó vẫn tăng tiếp đúng không nó chỉ kéo những cái con này thôi hdg hôm nay mới có đỏ không nhà không nó vẫn tăng tiếp nè anh chị ơi ờ, tức là những cái con gì những cái con mà bản chất á nó đang tăng thì nó tăng tiếp ờ, nó đang trong cái xung lực đi lên thì nó vẫn tăng tiếp bình thường ờ, những cái con như vgt nè dù hôm nay bắt đầu hơi toan hôm nay bắt đầu hơi toan nhưng giờ, rõ ràng anh chị thấy là gì rõ ràng anh chị thấy là sau khi tích lũy xong nó tăng tiếp còn lại thì sao còn lại thật sự những cổ phiếu khác nào là chứng khoán nè ở tên ai nè có tăng đâu hcm thậm chí còn bị đạp atc nè vnd nè dẫn đi ngang hấp hấp nè vci nè cuối giờ may là được đỡ lại nè đúng không anh chị hãy như thế nào tức là những cái cổ phiếu khác trên thị trường nha gần như không tăng đúng không hòa phát nè à, đi tính ra nó vẫn tăng chứ đâu có giảm đâu nam kim nè vẫn ra vẫn tăng mà đúng không hay là gì hóa sen nè à, mới tăng xong này tăng tiếp nè chị thấy không tức là nó vẫn đi lên và nó vẫn tăng tức là gì nó chỉ tăng cái con nào đó mà nó tăng hoài là nó tăng tiếp đúng không nó tăng tiếp và nó cho chúng ta cái cảm giác là gì bây giờ phải đi mua những cái con tăng hoài này còn những cái con mình cầm thì gần như không tăng những cái con đi ngang ví dụ chị hai con đi qua đi anh chị hãy gần như đi ngang không có tăng đâu phải không từ khi mình mua con này quanh giá 63 hiện tại đang là giá 63 luôn rồi nè đó mình mua bên đây nè giờ qua đây nó vẫn là giá 63 ba nè chị thấy chán không rất rất là chán nó tàu nó kéo cái con gì đâu không à đó thì đó là cái bản chất thị trường hiện tại đúng không à, rồi bây giờ chúng ta lại cái gì nữa điếm viên phân phối thì nó lại rất nhiều phiên phân phối rồi có thể nếu mà thật sự nha quan hoặc có cái tính đánh đỏ đi tám tám cây phân phối đúng không không biết là các chuyên gia khác phân tích là phân phối như thế nào thì qua nói thiệt với anh chị cứ cây nào kéo lên đạp xuống phân phối cũng được vậy thì đây các là tám viên đúng không nè à, đúng không rất là nhiều phiên quân phối hoặc là năm bảy phiên gì đó nói chung là rất là nhiều phiên quan phối rồi nếu mà chúng ta đếm thanh um, khoản thì nó cao kéo xả. thì nhìn bằng mắt thường có thể thấy rồi thì đó là cái trạng thái thị trường của mình hiện tại cái tinh hình và cái bản chất thị trường này thì cách lần cuối cùng ở đây là gì cách lần cuối cùng ở đây á à, vậy thì cách lần cuối cùng ở đây vì sao mà như vậy thì anh lại nói là anh ok anh giữ hàng và giữ full hàng đúng không đó là mấy cái là cái quan trọng thì qua sẽ nói với anh chị là gì kết luận cuối cùng ở đây đó là những cái chúng ta đang thấy đúng không đó là những cái chúng ta đang thấy đây là những cái gì những cái cá mập nó cho chúng ta phải thấy và chúng ta đang phải chịu đựng trong đây tức là trong đây chúng ta có hưng phấn được không sau những cái điểm này giờ bọn nói với anh chị thật sự ai mà biết đầu tư trên thị trường đều hay rất là chua đều hay rất là uh, gì rất là bực mình thậm chí là nếu anh chị áp dụng các cái chỉ báo như MACD hay RSI nè đây là RSI đúng không đây là MACD thì các chỉ báo này nhìn vào đều rất là xấu đó đều rất là xấu thậm chí phân kỳ em nó nhìn rất rất là xấu nè này cái phiên bán này nhìn bên đây cũng rất là xấu nè thì khi chúng ta nhìn vào chắc chắn chúng ta sẽ thấy là nó đều rất xấu nhưng có một sự thật là gì có một sự thật là cái cổ phiếu anh chị nó không có gậy À, sự thật là gì là cổ phiếu anh chị thật ra nó cũng chịu lên quanh có một hai phần trăm thôi. À, những cái cổ phiếu không rơi thì nó còn nó không lên đó nha, thì nó cũng đâu có rơi. Bây giờ chị hãy coi đến ai đi, thật ra mấy phiên vừa qua nó vẫn đi ngang gì nè, hôm qua hôm chiếu, hôm nay cũng hấp chiếu, à, hôm kia chứ, rồi hôm nay là gì, hôm nay cũng hấp chiếu luôn. Ba phiên nó vẫn hôm chiếu, vậy thì cái phải là cái cây này tăng hai phần trăm sau mới đứng yên bốn phiên không? không thì phần lớn các cổ phiếu khác cũng vậy những cái con mà có dao động ví dụ xe đi dao động lên thì nó lên nè nó lên hai ba trăm gì đó xong nó rơi lại hai ba trăm thì nó cũng là tham chiếu đúng không hai anh chị anh chị thấy câu đi nè nó cũng y hệt vậy nè nó lên từ đây thì bây giờ nó xuống lại ngay chỗ này thì nó cũng là hạp chiếu nói chung là nó cũng quanh quanh tham chiếu thôi tức là anh chị sẽ, nếu anh chị đu cao thì anh chị sẽ lỗ nhiều anh chị đu hấp thì anh chị về hạp chiếu nó cũng là quanh quanh thôi tức là bản chất của thị trường chúng ta là gì đó là nó cho chúng ta thấy nó rất xấu quá. nó cho chúng ta thấy nó rất toan nhưng nó vẫn đang tăng ngầm bên trong không? nó vẫn đang tăng ngầm bên trong và gì và bán ra thì hình thường chúng ta sẽ không dám mua lại chúng ta sẽ lựa chọn đứng ngoài nên thành ra cái thanh khoản nếu anh chị thấy là có vài con nó bắt lỗ tục rất là nhiều rồi vì thật sự anh chị bán ra anh chị có dám mua lại không đúng là thanh khoản tổng này nó vẫn nguyên như nhau nhưng mà thật sự bán ra là không dám mua lại nó bán ra là không sợ quá rồi sợ luôn rồi đứng ngoài hết đó đứng ngoài hết là chịu hiển nhiên ví dụ những cái con này nó có phân phối được cho anh chị không càng lúc khối lượng nó càng bé rồi còn gì nữa đúng không nên ra quan mới nói với anh chị là gì nên ra cái chúng ta nó nó cho chúng ta thấy là gì nó cho chúng ta thấy là à rất là xấu nè phân phối nè nhưng qua đánh giá đôi khi những cái này nè mới là những cái kích thích chúng ta chủ động hạ tỷ trọng nha lưu ý nha chủ động hạ tỷ trọng chủ động bán bớt hàng ra bán chút lời ra hay là bán cắt lỗ ra gì đó à, đứng ngoài không sau khi vài lần chúng ta làm gì cứ kéo buổi sáng lên chiều nó xả xuống làm vài lần thôi sợ hết là hết dám mua rồi ví dụ mới vào hầm giò tí xíu thôi à, ví dụ quay lại chứng khoán đây anh chị mới vừa vào hầm giò Có đất ai trên giá nhiều trên giá 359 358 lên mua ngay chỗ này nè hiện tại chị đang lỗ một gần gần trăm đúng không vừa mới vào hầm giò cái tự nhiên lỗ trăm vậy có dám mua thêm không không dám đúng không và thậm chí có thể ưu tiên là bán thêm cổ phiếu tại vì sao tại vì thôi thị trường này kỳ quá ta à, sao thị trường phân phối mà anh chị thấy cái khối lượng của nó càng lúc càng hấp xuống không? càng lúc càng hấp xuống, à, đây là với những cái con đi ngang, à, vậy con đi ngang lên xuống dập nhiều, nhưng mà với những con tăng thì sao? Ví dụ chị thấy hoa sen này, anh chị càng bán nó càng tăng đúng không? Bên mình là cầm hoa sen đâu, bên mình cầm hoa sen đây nè, nè cầm qua đây nè, thì càng bán nó vẫn càng tăng mà, nhưng bây giờ kêu mua giảm một mới lạ luôn đó, đúng không? Thế là chị thấy con hòa phát đi, thật ra thì sao? Đóng cửa với khối lượng rất thấp ở trên đỉnh thì bây giờ anh chị bán trên đây xong anh chị có mua lại được nó không sao dám mua đúng không gần như là không có cửa để dám mua lại cổ phiếu luôn đó hay là những cái con bếp những cái con cao cao thì càng bán ra là càng không mua lại được đó thì cái đó là cái mình đang thấy hiện tại tức là gì tức là chúng ta có cái cửa đó là cả mập nó không ấp bô chúng ta tại vì khi nó ấp bô anh chị là anh chị tuyệt đối không bán được đâu nè anh chị thấy cái nào không tuyệt đối là không bán được đâu và nó đã có bao nhiêu lần nó có thể đạp phiên atc để nó nhốt toàn bộ chúng ta nhìn vào phái sinh đi sẽ thấy Vin 30 F1 Man đây là phái sinh nè. Tại sao hồi chiều này đạp quá trời luôn? Tại sao không up tất cả nhà đầu tư chúng ta? Hôm trước hôm qua cũng đạp quá trời luôn, sao không up bow nhà đầu tư chúng ta? Tiếp tục xuống đây cũng có những pha đạp rất là mạnh luôn nè. Tại sao không up nhà đầu tư chúng ta mà nó lại quay lên và nó kéo tiếp. Đúng không? Và nó lại quay lên và nó kéo tiếp, nó rất nghịch lý đúng không? Có chị nhớ cái đợt trước và cái đợt thị trường bên đây không? Thì nó làm sao? Thì nó kéo lên, cuối giờ nó cứ kéo mạnh lên, cuối giờ nó cứ kéo mạnh lên, đầu giờ thì nó đạp đạp đạp, đạp. cuối giờ nó kéo mạnh lên và sau đó nó sẽ có những cái nhịp bất ngờ nó làm gì nó up atc để cho anh chị nhào tư chúng ta không bán được hàng không bán được hàng và chúng ta sẽ có cái mai cái tư duy là chúng ta sẽ giữ hàng trong tài khoản chúng ta sẽ nắm giữ thôi chứ chúng ta sẽ không gì không bán ra tại vì hôi lỡ rồi hôm nay đang âm một phần trăm đang ngồi chơi chơi nha nè quá hay kể với anh chị con anv được trước đúng không đây nè cái chỗ này đúng không đây ngay chỗ này à nghe chỗ này à đang ngồi chơi chơi tài khoản mới lỗ có một phần trăm à tự nhiên vô atc lỗ bốn trăm trời đất ơi vì vậy đúng không đang lỗ một trăm vô atc lỗ bốn trăm vậy thì heo anh chị anh chị có chủ động bán áo hàng ra không không sao bán được từ ơi tôi đang tôi đang ra chiêu tôi chờ nó hồi lại tôi mới bán chứ tự nhiên giờ tôi, tôi đi bán không có tại vì nó giảm atc rồi thôi để ngồi chờ từ từ đi để cho nó gì nó giảm nó gì nó hồi lại tôi bán xong kết quả rơi tiếp luôn thì xuống đây hoảng lọ cắt lộ ngay đấy đúng không nghe bùng quả bán thì cắt lộ ngay đấy nhưng bây giờ nó có làm vậy không thật ra anh chị muốn bán giá nào anh chị cũng bán được và anh chị không mất giá rõ ràng cổ phiếu thị trường nó đâu cho anh chị mất giá đâu hồi nào mới chứng minh anh chị trên á nên với những cái lý do đó thì mình vẫn thấy là gì tỷ lệ rất cao nó sẽ vượt được 1.300 và đi lên 320 360 và những cái cổ phiếu đang nắm giữ thì nắm giữ bình thường đúng không nhưng chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái chiến lược đó là gì đó là tỉa cỏ trồng hoa vì sao vì mà cũng là trong cái phần tình hình này nè giờ quan ngồi đây quan nhìn qua phân tích thị trường quan ngồi quan nhìn uh, nghiệm trong 3 bốn ngày nay á uh. quan ngồi quan nghiệm đặc biệt là hai ngày hôm nay thì chị thấy là nó hay kéo phun lên sau đó đạp xuống đúng không thì như vậy anh chị sẽ không biết được con nào là con gà đâu là con vịt phải những cái cụ leader phải những cái câu leader vòng trước ví dụ anh chị thấy là những cái câu leader vòng trước như của đặc phương nè hay là con gì con Năm long nè thì đồng trước nó là những con leader đi lên nhưng bây giờ nó đang bị gãy tức là cũng không biết được là cái con bữa trước kéo rất mạnh tức là con này đang rất khỏe đúng không nó kéo tiếp à, nhưng mà lên đây nó quay đầu nó bô thì mình cũng đâu có chắc được là nó sẽ có thể lên tiếp hay không anh chị hết tên sắc bắt đầu gãy nè đó à, chị thấy là bắt cô nè bên đây cũng là lên trượt trước là leader nè đợt này bắt đầu quay xuống rồi thì sẽ có một số con nó quay xuống sẽ có một số con nó không ok hay là con mập lưu gờ chị sấy nè hôm qua có tin chủ tịch bán sau đó là gì sau đó dội có nhiều lúc âm gần gần bốn trăm đúng không thì không biết được là con nào sẽ bắt đầu leader tiếp hay là nó lùa chúng ta vào và đó cho chúng ta cầm hàng dùm cắm âm câu nói này qua là cái câu quan hay nói với anh chị khi một cổ phiếu đã tăng cao ví dụ anh chị là khi một cổ phiếu đã tăng cao nè thường nhà đầu tư chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ không bao giờ đầu tư trong khúc này chúng ta sẽ không bao giờ đầu tư trong những cái khúc cổ phiếu và thị trường tăng không? Những cái khúc hân sống của nó không bao giờ chúng ta đầu tư trong đây mà chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ hay đầu tư ở cái khúc trên đây nè những cái khúc này nè và cái khúc này thường thì chỗ này quá đánh giá không ai đầu tư đâu thường đầu tư trên đây nè à, cái đợt trước qua kể cho anh chị nghe đó rất nhiều anh chị bên mình ha cái khúc dưới kêu anh chị mình mua quá trời anh chị nhất quyết không đầu tư ngân hàng lên đây là vào rất đông và vào gần như kẹt hết đúng không thì rồi vào không quyết đoán ra là gần như gồng lỗ bao muốn hát rồi đó có khi là ra luôn rồi vừa mới ra chắc chuẩn bị mai nó kéo lại đó anh chị thấy trong này đúng không thì chúng ta sẽ cầm hàng dùm cá mập khi mà cổ phiếu đã tăng mạnh. Tại vì chị bé biết đó, cái khúc mà ăn ngon nhất là cái khúc nó tăng này đúng không? ở à, khúc này nè cầm 3 ngày thôi anh chị lời được nhiêu trăm cầm 3 ngày thôi anh chị mà lời được là 15 phần trăm nhưng mà sau cái khúc đó anh chị để kiếm một phần trăm hai phần trăm rất là cực khổ rất là chua thì anh chị nhìn lại những cái con cựu con leader hiện tại ví dụ con BR đi anh chị nhìn thử con này đi mấy con này đi có phải là bây giờ khúc dưới đây nè hai ngày thôi anh chị lời được mấy chục phần trăm đúng không mấy chục trăm nhưng mà lên trên đây anh chị bắt đầu kiếm một phần trăm rất là cực đúng không? rất là cực anh chị hãy con VGT đi cũng vậy thôi thật ra là khúc dưới đây là hai cây này thôi tăng là bao nhiêu phần trăm hai chục trăm rồi nhưng mà lên trên đây anh chị kiếm năm phần trăm nó dễ không không hề dễ đúng không rồi tiếp tục anh chị thấy con gì con đâu cô thật sự cũng vậy nè à, ăn cái khúc này quá trời đã luôn lên trên đây gần như kiếm một phần trăm với nó mà cũng gì rồi đổ mồ hôi đổ xương máu quá trời luôn đúng không chỉ một phần trăm thôi đó anh chị đúng không Thì chị nhìn rất là nhiều con khác cũng vậy thôi rất đều có cái phơm giống giống như thế này đặc phương này cũng vậy nè À, cái khúc nó tăng quá trời ngay đây được mấy người dự không có ai đâu nhưng mà lên trên đây ai cũng có và khi lên đây thì kiếm một phần trăm với nó rất là cực đúng không một phần trăm với nó rất là cực và khi nó nằm dưới đây không ai cầm cả đúng không không ai có cả rất ít người có đúng không rồi tiếp tục anh chị nhìn con gì nữa đi mập lưu g nè đúng không lên trên đây thì gần như cái khúc sau này ai cũng hỏi qua mua nhưng mà gần như khúc sau này có mấy người ăn được không có ai ăn được hết ăn được ba bốn trăm là tự chạy ăn được hai ba trăm là coi như nhiều rồi khúc này được mấy người cầm nó khúc này không được mấy người cầm cả nó thành ra qua nhận ra cái điều đó là gì đó là cái điều là nó cực kích kéo những cái con cụ tức là gì đó là nó tăng nè nó qua nó là tăng hoài nè À, những cái con cụ nó cứ tăng hoài mà thật ra anh chị nhìn kỹ nó không có lên được nhiều BBT khúc này ăn nhiều nữa đúng không khúc này riêng cái khúc này anh chị có thể ăn được khoảng là bao nhiêu à, anh chị kiếm tiền là nhanh nhất luôn nha 18 phần à, nhưng mà từ cái khúc này lên khúc này anh chị chỉ kiếm được có bao nhiêu 6 thôi mà anh chị tốn bao nhiêu ở đây chỉ có một tuần nhưng mà ở đây anh chị tốn một tháng rồi anh chị chỉ kiếm được có 6 nhưng mà ở đây anh chị kiếm được nhiêu 18% trong có một tuần Vậy thì cái tỷ lệ trên là rất là cao Tức là anh chị đang phải cầm hàng dùm cá mập khi thanh khoản nó rất là lớn có khi cá mập nó cho anh chị cầm dùm á hoàn toàn có thể đúng không tức là các những cái câu tăng hoài nó sẽ hút tiền vào nên mình mới mở nói với anh chị là gì mình nhận ra được cái vấn đề đó và hôm nay mình sẽ bổ sung thêm chiến lược đó là tỉa cỏ trồng hoa tỉa cỏ trồng hoa là gì đó là chúng ta sẽ bổ sung vào cái chiến lược cũ chứ không phải là chúng ta sẽ bỏ đi tức là chúng ta vẫn tập trung vào cổ phiếu chứ không tập trung vào thị trường cổ phiếu đẹp thì cứ mua có việc gì đâu phải sợ như qua nói anh chị coi Techcombank nè bên mình cho anh chị mình mua quanh 46 nè mua quanh 46 cây này nè mua quanh 46 cây này thì hiện tại qua giảng báo chị mình giữ mà có có kêu chị mình ra đâu không rồi như tất cả những anh chị trong một tuần vừa qua từ thứ hai cho tới bây giờ ai hỏi qua mua con ngân hàng nào được em qua cứ kêu anh chị canh giá hấp coi tích comment mà gồm đi thì hôm nay gần như tất cả đều lời đúng không 46 lên 48 lời được hai giá thì từ đây lên đây chắc cũng bèo bèo qua đánh giá cũng lời được là ba trăm rồi đúng không có khi mai con này đánh vượt đỉnh là nó lên luôn nó kéo cả giờ mình lên luôn nó bình thường nhưng quan trọng là gì quan trọng là ok cổ phiếu đẹp thì qua dẫn báo anh chị mình mua cổ phiếu không đẹp thì sao thì mình có thể ra ví dụ nó gãy hay nó có biến ví dụ như trường hợp của DGC nè tại sao trên đây qua dẫn báo anh chị là cẩn thận tuyệt đối đi những anh chị mà đang nắm giữ cái vị thế cao cao tức là mua sao không phải giá vốn nằm đây 114 115 không phải những cái giá vốn nằm dưới đây mà anh chị nằm trên đây nè thì thất bại rồi tranh thủ mà bán bớt đi để tránh nó ép anh chị bán ra và kết quả anh chị thấy hôm nay bắt đầu lụng bại rồi đúng không đó thì chúng ta sẽ không nhìn vào gì không nhìn vào cái thị trường thị trường làm gì kệ nó thanh khoản sao không quan trọng quan trọng cái cổ phiếu này nè nó có ok không cổ phiếu mình không ok sao thì một là mình bán 50 trăm ra hay là mình chạy luôn ba là gì nếu mà cổ phiếu mình đang ok nhưng mình thấy nó kẹt kẹt lại nó không tăng được mình đang có lợi nhuận lớn thì mình chốt lời 50 trăm để mình có thể gồng lãi cổ phiếu một cách an toàn còn hơn là nắm full sau đó cổ phiếu nó có biến cái mất hết lãi bình thường đâu đó, à, đợt trước anh chị nhớ con CSV nha một cổ phiếu bên mình đầu tư rất là chiên đợt trước luôn mua ở đây nè à, canh rất là kỹ cái điểm mua này mà mua không kịp cây này mua cây sau nè mua xong lên trên đây anh chị biết lời được bao nhiêu phần trăm không lời được 14 phần trăm mua nắm giữ có mấy ngày thôi á mày phải về đây bán gần hòa nè thậm chí có anh chị bán lỗ luôn không? Tại vì sao Tại vì ham á. Tại vì ham á. thì bây giờ đợt này cũng vậy thôi bên mình mua được nó đâu anh chị biết không rất ít người đầu tư CSV trên thị trường này nha mình là một trong ít những cái drummer có thể đầu tư được CSV nè đợt đó mình canh mình mua ngay đây mình không bắt đáy qua nó nói với chị rồi mình không có bắt đáy nè mua tại đây nè lên tới đây nè lúc cao trào bên mình lợi được 24 25 phần trăm bản thân qua cũng nắm giữ luôn á thì đương nhiên sẽ có ra vào trong những cái đoạn này nữa thì mình báo chút lời 50 trăm bên đây rồi À, trên 70 bên đây mình báo chút lời rồi thì bây giờ anh chị thấy nó bắt đầu nó suy si yếu lại không nó đang suy si yếu và hôm nay gần như nó bị đạp cả ngày luôn thì con này rất dễ để có cái nhịp tiếp tục đạp về giá 66 gì đó thì xuống đây chúng ta mua lại thật ra nó cũng không chênh lệch quá nhiều đâu nhưng quan trọng là gì cũng được 500 nè từ đây xuống đây chắc cũng âm 700 à thì nếu mà anh chị không bán ra thì sao thì anh chị có thể nguy cơ anh chị sẽ tự mất hết lời nếu lỡ có biến Tại vì mình view lên nhưng không có nghĩa mình là người đúng. Lỡ như thị trường nó có biến thì sao? Lỡ như có hiên nga đen thì sao mất hết lời? Thì thôi chốt của năm trăm đi nó rủ xuống này ok. Lỡ nó không rủ mà nhìn nó cũng không ok thì thôi nắm giữ chạy tiếp đi lên. Cũng còn năm mươi trăm hàng vẫn là bình thường, đúng không? Vẫn chiến thắng bình thường. Đó thì cái đó là gì? Tập trung vào cổ phiếu chứ không phải là tập trung nhìn vào cái thị trường phân tích nó phân phối làm gì cho nó mà. Nhưng mà bây giờ sẽ tạo bổ sung thêm cái chiến lược nữa đó là gì? đó là tỉa cỏ trồng hoa hay là hồi xưa qua gọi là gì trồng cây hái quả mà nghe nó không hay lắm nên mình đổi lại thành tỉa cỏ trồng hoa đó là gì đó là bây giờ thật sự anh chị sẽ thấy là cái việc buổi sáng á nó cứ kéo lên nó đạp xuống thì con nào nó cũng làm bị thật vậy hết vậy anh chị có biết con nào mà không những cái con quá cao thì nó cứ lên xong nó cuối giờ có con lên được có con nó cũng cục đầu đó nè với ví dụ anh chị mấy trường hợp này nè à, cục đầu nè anh chị không đâu biết được là con nào tăng thiệt đâu nè kiếm có nhiều có ba phần trăm thôi mà ăn nguyên đề nó chúng ta sẽ không biết được cái hàng nào sẽ là cái hàng tăng tiếp nhưng cái ngành chứng anh chị thấy một đống cổ phiếu này nè nhưng mà có mô hình giống nhau là ở trên ai nè hcm nè vci nè đúng không hay là gì vnd nè ớt nè y luôn nè ba cây nè đúng không y luôn rồi tiếp tục là gì abg thôi con này dẹp đi ORS, y luôn nè tiếp tục không vg nè sbs nè y luôn nói chung là vax cũng y hệt luôn tức là cái form đầu tư nó giống nhau nhưng chúng ta có biết thằng nào tăng mạnh nhất không? Không biết đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta cũng đang giữ năm con chứng ở bốn chức chứ. FTS, MBS phải không? FTS, MBS đều đang lời lớn rồi, coi như bỏ qua. SHS VCI là hai con mới nhập Thầy gần như như nhau thì chúng ta không biết được hàng nào mạnh thằng nào yếu hay là bên bất động sản chúng ta cũng đang có hai ba con thì không biết được nó có lên được hay không nhưng mà chúng ta cũng không có gì quá nhiều để xoắn đúng không hay là VCG chúng ta cũng đang nắm giữ cũng không lời đó thiệt với anh chị đâu có lời đâu thì chúng ta sẽ áp dụng cái chiến lược đó là gì đó là chúng ta sẽ chờ Chứ là chúng ta vẫn giữ full nhưng nếu trong nay mai đó nhất là ngày mai nha nếu có cổ phiếu siêu phẩm bùng nổ lên tăng mới gọi là qua tuần sau nếu có những cái con bất ngờ có cái dòng tiền nó chọn mà nó gọi tên thì chúng ta sẽ chào chạy làm gì chạy ngay qua những con đó tức là qua sẽ báo anh chị tỉa ra những cái con đang hòa vốn này và đòi hỏi anh chị mình phải gì quyết liệt và quyết đoán lên tại sao tại vì dòng tiền khi nó chọn thì dù anh chị mua ở đâu nó cũng vẫn lời đúng không anh chị hãy coi tv không nè anh chị thấy không anh chị mua ở đâu anh chị trả lời bữa qua nói với chị trong kè à, anh chị hỏi cây này mua được không em quá nói ồ trần rồi mua gì em à, Trong trong livestream anh chị vẫn hỏi bữa sau qua nói với anh chị là gì thi cộng 2.5 về đây có giá đỏ anh chị có thể canh mua vào và anh chị mua được giá đỏ đây anh chị trong phiên hôm nay lời được bao nhiêu trăm lời được 400 trăm đúng không trong cái thị trường cực kỳ khó có con cổ phiếu tăng bung nổ lên nó đi ngược thị trường đó cái cây đây anh chị có thể chép lại livestream của quang ở trên đây ở trên kênh nè đó, sự kiện phát trực tiếp nè và vẫn còn lưu lại các video đầy đủ hết luôn cho anh chị và anh chị hỏi quang nè đua không em của nói chị giá xanh đua làm gì chị đúng không đây là giá xanh đua làm gì nhưng mà bữa sáng đạp đóng cửa hấp nhất phiên âm một phần trăm vậy lúc đó sao mua nó đó thì đó là cái những gì đó là cái chúng ta sẽ lưu ý nha thì sẽ có những con đó và quyết đón và quyết liệt lên để chi thật sự thị trường nó lên nó âm nước lên thì huyền lên đó là bên mình lựa chọn cửa lên vẫn là lựa chọn vụ ngàn ba nước lên thì huyền lên nhưng không có nghĩa tất cả cổ phiếu đều tăng hoàn toàn có cái cửa nha cái cổ phiếu anh chị đã đứng yên luôn nguyên cái nhịp tăng kế tiếp à, ở đây qua cho anh chị mình coi nha anh chị có thể nói là ôi vậy thì vậy thì ở đây em ơi nếu mà mua như vậy á có đu định không em đúng không tức là thị trường vượt ngàn ba mà chúng ta làm như vậy á chúng ta đảo hạt chúng ta tỉ cỏ trồng hoa vậy chúng ta có đu định không em Để qua sẽ nói với anh chị khi dòng tiền nó chọn vào á thì thật sự anh chị sẽ kiếm được rất là nhanh còn anh chị giữ yên như vậy có khi chị mất hết cả con số trên đây anh chị coi cái đợt này nè so sánh nào? đây là thị trường chung đúng không đây là vị và index nè rồi thì chúng ta sẽ coi con cổ phiếu BNG BNG đây anh chị coi con BNG đợt trước nè anh chị thấy chỗ này không đây qua sẽ coi anh chị mình coi ở đây là vị index này đúng không thì chị thấy cái cây tăng này không là nó nằm ở đâu nó nằm ở cái lúc mà thị trường mình nó lên tốt ở trên đây rồi là lên ngay chỗ này trước cái mấy nhịp sau nó sập nên chị thấy không mấy nhịp sau nó sập nè rồi anh chị thấy nè bên mình mua đợt đó đâu anh chị biết không đợt mua đợt đó ngay chỗ này nè ngay chỗ này nè khi dòng tiền nó bắt đầu mồi mồi vào cái chỗ này lúc đó thị trường mình đã vượt địch rồi là chị thấy không lúc này đã bắt đầu vượt lên rồi nè nhau tới bắt đầu mua mạnh là cây sao. là cây sao lúc đó thị trường mình đã tăng được cái thứ ba rồi một nè à, hai nè ba nè nó một hai năm tư đó ở bên mình mới bắt đầu mua BNC khúc này đây nè anh chị thấy không rồi lúc đó vẫn ăn được bình thường không vẫn ăn được bình thường đó là không phải cổ phiếu nào nó cũng sẽ chạy cùng với index không phải cổ phiếu nào là cứ vượt đỉnh là anh chị mua anh chị sẽ đu đỉnh nè có BNC đợt trước nè cái con đi siêu rất là nhiều chị đều biết con này mà anh chị thấy nè đợt đó bên mình mua có bị đi ở đâu anh chị biết không nè bữa đó quan kể cho anh chị cái trên nè sau đó quan kêu anh chị mình gom trong ba phiên này nè. gom hàng trong ba phiên này và anh chị biết ba phiên này là lúc nè đây là cái thứ nhất nè đúng không Nè, so so giống lên cho chị coi đề cây thứ nhất nè, đây là cây thứ hai nè, đây là cây thứ ba nè, lên tút trên này tầng 3 phiên liên tục, cây thứ tư nó đang up bù lại luôn nè. Bên mình vẫn đi mua. À, mình tỉa cỏ trồng hoa, mình đảo hàng qua và đợt đó bên mình ăn được cái con DCW này là 20 mấy 20 mấy, 20 mấy anh chị ha, thị trường lên rất cao đi ngang, cổ phiếu nó vẫn tăng bình thường mà để thị trường nó bô nó cũng phải đi ngang vài phiên chứ Đúng không thì trong lúc đó sẽ rất là nhiều con leader nó sẽ tự động chạy và bắt buộc chúng ta phải làm gì chúng ta muốn có là những ok chúng ta muốn có được những cái gì những cái hành quả đầu tư Đúng không? thì chúng ta bắt buộc phải chọn đó là đảo hàng hay là nắm giữ hàng cũ tại vì nắm giữ hàng cũ thật ra nước lên thì huyền lên nó lên hết nhưng lỡ xui, nó không lên thì sao tới lúc mà nó xui, nó sập thì sao trong khi bây giờ mình cũng hòa lỗ nhẹ hoặc lãi nhẹ thì ok nếu mà có vấn đề mình đảo luôn cho nó lẹ đúng không thật ra đảo thì sao thì tân hữu nguyên tắc đó là một năm đó là chúng ta chỉ đảo đi một con thôi còn bốn con kia dự bình thường nếu cái con mình đảo đi nó thành công nó tăng được tốt thì mình mới đảo tiếp con thứ hai con thứ ba cái đó qua sẽ chia sẻ với anh chị trong nhóm mình kỹ hơn thì đó cũng là cái chiến lược để cỏ trồng hoa qua sẽ áp dụng với anh chị trong những phi kế tiếp tại sao tại vì thật ra hôm ngày mình đều áp dụng đó là gì tập trung vào cổ phiếu và cổ phiếu nó không gãy thì nằm yên đúng không đó là gần như chúng ta nằm yên luôn chúng ta không làm gì hết chúng ta không mua đi nữa chúng ta cũng không bán ra gì cả chúng ta chỉ ngồi yên chờ thị trường thôi còn bây giờ thị trường nó đang liên tục là đánh đông đều như vậy hết thì sao ngành nào nó cũng kéo con gì nó cũng kéo sau đó nó đạp xuống chỉ có vài con lên được thì sao thì mình phải kể lại những cái con không lên được để chúng ta chọn vào những cái con bất ngờ nó được gọi tên bất ngờ nó lên được và lúc đó lúc mà đồng thuận thị trường thì những con đó lại là những con sinh ra là những lớn nhất nha thì đó cũng là cái mà qua nói với anh chị trong các bản tin tối nay hy vọng nó có thể giúp ích cho anh chị còn bên mình vẫn là còn thử lên bình thường chỉ là quan trọng là chúng ta sẽ đảo con gì thôi những cái con yếu thì chắc chắn sẽ đảo ví dụ đi siêu qua đảo không thật ra anh chị có thấy nó yếu không nó vẫn đang tăng tốt mà đó không nó vẫn ok mà đúng không tức là thời gian nắm giữ nó cũng mới có một tầng chứ nhiêu thì nó vẫn ok nhưng có những con nó sẽ yếu hơn thì mình sẽ cân nhắc đảo với anh chị nhiều từ chúng ta rồi thì đó là cái nội dung hôm nay vẫn là hẹn anh chị mình lúc 9 giờ tối đúng không? trong buổi livestream mình sẽ phân tích tất cả cổ phiếu trên thị trường anh chị đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ À, qua sẽ trả lời anh chị theo phương pháp phân tích VSA kết hợp cung cầu kỹ thuật và tâm lý này để có thể giúp cho anh chị mình biết các cái điểm mua điểm bán điểm chốt lời cổ phiếu cũng như là thị trường giai đoạn này thì nó rất là gì rất là chua về cái mặt tâm lý nhưng thật sự ở đâu có cho anh chị mình lỗ đâu đúng không anh chị mình mua vào cũng rất là khó lỗ nặng rồi nhớ không có lỗ nặng đâu trừ khi anh chị mình đu rất là kinh thôi còn không thật sự là rất khó lỗ nặng trong thị trường này nha ok thì nếu anh chị mình cần hỗ trợ tư vấn thêm hoặc là chuyển về đồng hành với hệ thống minh quang để nhận được những cổ phiếu kế tiếp à, thì chị có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý như hảo hoặc là trợ lý vi để các bạn tư vấn và hướng dẫn anh chị cái hậu tục để chuyển về bên quan nói chung là đừng để tới lúc thị trường lên một ma hai mươi một ba sáu mươi mấy bắt đó bắt đầu đổ tiền và đầu tư thật sự à, thật sự nha lúc đó anh chị mới bắt đầu đổ tiền và sợ là đổ ngay địch à, không ai có thể chống chống lại thị trường thị trường luôn đúng à, thị trường luôn đúng còn chúng ta là gì là cái người tìm nên cái lộ tuyến đầu tư sao cho nó hiệu quả và sao cho nó tối ưu à, ok xin chào anh chị nha chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và tốt lành bên gia đình <laughs> Thank mm -hmm. you.